quanh đấy thì là không có, coi như là chạy đấy, có nghĩa là họ cảm giác như là họ không nhìn thấy á, thì là họ cứ như thế chạy thôi. Thì em đi đến đấy thì em nhìn thấy một cái người với một cái xe máy nó văng ra như thế, và nói chung là rất là kinh khủng. Em cái vụ này em cũng rất là ấn tượng luôn. Thì là không có ai, thì trong tay em có cái điện thoại đó, thì em gọi cái xe, và em gọi với cái xe thì tầm khoảng 10 15 phút sau thì cái xe nó mới đến ấy. Thì em cùng với lại cái xe đấy đưa anh đến, thì trong lúc đấy là anh không còn tỉnh nữa. Nói chung là cái cảm giác rất là sợ luôn, bởi vì nó quá là bất ngờ đó. Thế thì trong cái khoảng thời gian đấy là gần gần nửa tiếng đồng hồ thì đưa vào, thì người ta bắt đầu cái làm cái việc là người ta kiểu gần như kiểu để vào xong đưa vào cấp cứu ý anh đấy. Thì rất là sợ, thì lúc đấy em cũng không không có cái có nghĩa là mình không còn cái cảm giác gì nữa, mình rất là lo sợ luôn. Thì đến lúc thì người nhà đến thì là em được về đấy. Đấy thì trong cái lúc đấy là em cũng chưa biết như thế nào luôn. Thì đến cái tầm gần trưa thì em mới đi làm về, thì có nghĩa là trong tay em là em cầm luôn luôn cái lọ Colabón đi ấy. Đó đi vào đến đấy thì lúc đấy là anh cũng chưa tỉnh đâu, chưa tỉnh. Thế thì đến lúc mà em nhắn tin cho anh nên là anh ấy tỉnh đấy, thì em mang cái lọ sản phẩm đó vào thì em cũng nói luôn với bác sĩ. Thế thì em cũng bảo đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà nó có thể giúp cho cái người mà người ta đang bị thương ấy, nó có cái việc mà cầm máu rất là tốt, có thể là nó thải được những cái độc tố và nó giúp cho cái cơ thể của cái người bệnh nó được hồi phục rất là nhanh đó. Thế thì ngay cái lúc đấy thì gia đình em cũng nói luôn là anh chị cứ tin và cho anh ấy sử dụng cái sản phẩm này mấy ngày đầu là 10 viên đấy. Thì ngay lúc đấy thì là khách hàng người ta à quên là anh nhà người nhà là đã cho anh đấy sử dụng 10 viên đó. Thế thì sau khoảng gần một tiếng đồng hồ thì anh ấy cảm thấy rằng là cái vết thương của anh nó không bị nhức nữa đó. Thế thì em cũng chỉ nói là em, bởi vì em cũng không biết là nó đến mức cái hiệu quả của nó nhanh đến cái mức đấy, thì em mới bảo cái này thì thực ra em cũng chỉ là mới trải nghiệm thôi, thì em cứ gửi tặng anh một cái hộp này để anh đấy có thể trải nghiệm, thì để cho cái vết thương của anh ấy nó nhanh liền đó. Thì thực ra là cũng vì là em gặp được anh đấy mà anh đấy được đưa vào trong bệnh viện rất là kịp thời, rất là may. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm anh ấy được đón nhận nó cũng là một trong những cái sản phẩm mà em thấy rằng nó là một trong cái sản phẩm mà từ trước đến giờ em chưa từng gặp, nó rất là tốt luôn đó. Thế thì sau cái câu chuyện này thì nó cũng đã giúp ra cho em một cái bài học rằng là trong tay mình đang có một cái gì đó mà mình không thể giữ cho riêng mình, ngoài kia rất là nhiều người đang cần đến nó đó. Thì ngay hôm nay có một bác cũng vào nhà em thu tiền dân phố, thì bác đang trong cái tình trạng là rất là béo luôn, rất là béo và lại đang có tiểu đường nữa. Thì em cũng cũng tình cờ thấy, em nhìn thấy bác như thế thì thực sự em rất là thương, bởi vì đấy là mình thương thôi chứ không phải là mình tự đi quảng cáo sản phẩm. Thì em cũng trong nhà em thì cũng có đã có cái Colabón và có cái thanh lọc, thì em cũng giới thiệu với bác Novomin, luôn. Novomin. À, Novamin, dạ vâng. Ở trong cái cuộn các talo ấy thì em ấy mang ra đưa cho bác ấy, thì hiện tại thì trong nhà em không còn. Thì em bác ấy bảo là thế vậy thì bây giờ bác cũng rất là đau khổ, bởi vì cái người của bác như thế này, bác đi bác mệt mỏi rồi, bác ăn uống bác cũng không ăn được đó. Thế thì em cũng đã chia sẻ rất thành công cái buổi chiều hôm nay với bác đó. Thì là em đã có hai cái đơn hàng, nhưng hiện tại là hôm nay em vào đặt thì là cái đơn hàng Novomin nó chưa có ấy. Đó cho nên là đã chưa đặt được hàng. Thì đấy là cái câu chuyện mà em đã mới vào nhưng mà em trải nghiệm sản phẩm và em đã chia sẻ sản phẩm như thế đấy, Thế rất là còn còn cảm. cái nhà mà cái bạn bị tai nạn tặng một lọ Novomin, thế xong sau họ như nào mà họ quyết định mua một đơn hàng? Sau đó thì là sau đó thì là vợ của anh ấy mới hỏi em thì nó là cái sản phẩm như thế nào. Thì em cũng chia sẻ thật, bởi vì nó là một trong những cái sản phẩm mà thực ra đối với những cái người bình thường như Lai Châu bọn em ấy, thì khi nghe đến sản phẩm nhập khẩu của Nga thì nó cũng là một trong những cái sản phẩm rất là lạ, và sản phẩm họ cảm tưởng rằng nó rất là mắc tiền đó. Thế thì khi được em chia sẻ, em chỉ nói là thực ra với cái bây giờ với cái tình trạng của anh đang cần một cái sức khỏe như thế này, thì em nghĩ rằng cái đơn hàng nó chỉ khoảng 2 triệu 6 đến khoảng hơn 3 triệu thôi là anh có thể hồi phục được cái sức khỏe rất là nhanh đấy. Thì em cũng cũng chỉ chia sẻ thế thôi. Và khi mà em về rồi thì chị đi bảo là gửi cho chị đến những cái
những cái catalog ấy, có nghĩa là những cái hình ảnh của sản phẩm, và em đã lên một cái đơn, có nghĩa là giống như mà anh hay nói với em là em hãy thử lên một cái đơn cho mỗi một cái tình trạng sức khỏe ấy. Đấy thì em đã lên một cái đơn như thế, và vợ của anh đấy cũng rất là mừng và cũng rất là cảm ơn em và có một cái đơn hàng, và em cũng rất là may mắn là mình lại có thêm một cái đơn hàng. Cũng rất là mong là khi mà khách hàng sử dụng thì em cũng chỉ nói như thế này thôi. Đây thì thực ra thì nó cũng là một cái duyên đó, nó là một cái duyên giữa em với anh đấy, cũng như là bây giờ gia đình chị với có cái duyên với lại cái Silvery này. Thì em chỉ mong rằng khi mà anh chị sử dụng, ai chị sử dụng cho anh ấy mà chị thấy nó thực sự là hiệu quả và nó có cái chất lượng về cái việc phục hồi sức khỏe cho anh, thì chị hãy làm ơn giúp em một việc rất là nhỏ thôi, đó là chị chia sẻ giúp em cái sản phẩm này đến với những cái người xung quanh của mình, cũng như là ví dụ như là chị đang ở viện đó thì chị có thể chia sẻ. Thì em cũng chỉ rất là chỉ mong cái điều nhỏ nhoi như thế thôi, thì chị bảo là điều đó là đương nhiên rồi, bởi vì nó là một những cái sản phẩm mà giúp cho người khác phục hồi được sức khỏe rất là tốt như thế thì không có lý gì mà người ta không giúp đó. Thì đó là cái việc mà em cảm thấy rất là vui, mặc dù là cũng rất là sợ trong cái ngày hôm nay. Rồi, chúc mừng bạn Ngọc Anh. Đấy, một người có một trái tim rất là